bà Năng. Quảng cáo cho mặt trời bà Năng. Cái cháo ở bên kia là quán cháo gần bò. Thế mà không biết sang đây mà ăn cháo. Ăn cái bát bún dở hơi, mặn chai vẫn khác. Bún bò Phú Xuân này. Phú Xuân này Hà Nội cũng có. Đâu? Dạ. Nhớ là chú ở đường Võ Chí Công. O Xuân. Đây là cô Xuân. Trong này ghi là cô Xuân, ngoài kia ghi là O. Nếu còn không có gì. Còn, vẫn còn. Chỗ đầu phố nhà mình cũng có một quán bún bò Huế đấy. Đông khách đấy. Nói là cái đó, mình có thể đấy, đúng không? Cái đó nó vẫn có. Ăn bên này hả? Mùa xuân này chỗ nào? Hôm nay vào đây muộn rồi. Vào đây 12 giờ. À. Mùa xuân ở chỗ nào? Quán cô Xuân ngồi đây, ngồi đây à, ngồi. À, đây là cô này luôn à? Cô khác à? Thấy ở ngoài kia cũng có mấy quán cô Xuân, bơm ăn, Xuân. Bơm ăn của cô bên kia mạnh quá. À. Chai Bắc vào nghe tiếng Huế là mướt luôn đấy. Nghe mấy cô gái Huế nói chuyện là mướt luôn ấy. Quên được về. Đúng rồi. Đúng rồi. O Xuân là chỗ nào chính nhất. Đây chính đây. Cái ngoài Bắc thì cũng có mấy quán đến đề được O Xuân. Đúng rồi, phía O Xuân. Gốc bây giờ là ngon. Nó ngon ở cái gia vị ấy. Nó đúng đúng đất Huế, bây giờ nó ngon hơn. À. Đấy. Trước đi mong cậu ơi, ông dẫn đi. Đi mong cậu ông dẫn đi ăn ngon đấy. Không biết chỗ. Anh kia em đang quay cái nồi cháo nhìn hấp dẫn quá. Xin phép cô chủ cho quay cái nồi cháo. Có chị gái nữa, chị gái có đi nữa. Ghế nữa, có bỏ ghế à? Ừ. Ngon quá nhỉ. Phải tập rồi không thôi à? Có ghế nữa. Mai phải ra đây ăn bữa, ăn thử. Thế chiều bán cái này mình có bán chiều không? Giờ đến 4 giờ, 5 giờ. À. Giá này bao nhiêu một tô vậy? Giờ tùy cô thích ăn bao nhiêu thì bán bấy nhiêu. À. Nhìn nồi cháo hấp dẫn đi. Quá là ngon luôn.
đây rồi.